Thưa các anh chị, việc bắt ông Nguyễn Cao Trí, một doanh nhân bí ẩn, cho thấy vụ án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát sẽ được mở rộng và có thể biến thành liên hoàn án. Vì sao như vậy? Vì bà Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát là một hệ sinh thái riêng với rất nhiều doanh nghiệp được tạo ra không chỉ để hoạt động mà là để phục vụ cuốn tiền, cuộn tiền, thu hút tiền về công ty chính. Còn ông Nguyễn Cao Trí cũng có một hệ sinh thái doanh nghiệp đồ sộ riêng. Và không hiểu rằng giữa cá nhân ông với hành vi phạm tội của mình bị bắt trong vụ Trương Mỹ Lan có liên quan với hệ sinh thái đó hay không? Chắc chắn có hay không thì cũng phải điều tra mới biết. Và như thế sẽ có những biến động kinh khủng nữa về kinh tế tại thành phố Hồ Chí Minh. Bởi tầm hoạt động của ông Nguyễn Cao Trí rất rộng, rất lớn, liên quan tới nhiều doanh nghiệp, nhiều ngành nghề ở thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa anh chị, có một điều thú vị nữa, câu hỏi chúng ta đặt ra là bà Trương Mỹ Lan và Nguyễn Cao Trí là sân sau của ai? Như chúng ta đã thấy rồi, cứ bắt một doanh nghiệp nào đó, một tập đoàn nào đó thì ít lâu sau có một quan to phải ra to vì chịu trách nhiệm và có những ưu ái đặc biệt, kể cả làm trái pháp luật với những cá nhân và vì những cá nhân và doanh nghiệp đó. Ở đây chúng tôi không dẫn chứng ra nữa, các anh chị đều biết rồi và họ đã đều được trả giá rồi. Và nếu chị Trương Mỹ Lan, chúng ta thấy rằng chị Trương Mỹ Lan, một người gốc Hoa, hoạt động rất kín đáo, trừ một hai hình ảnh đã cũ rồi, trong mang tính khánh tiết, lễ tiết thôi. Còn những hình ảnh mang tính chất quan hệ riêng tư với cá nhân hoặc các quan chức lãnh đạo thì rất ít. Tuy nhiên, hình ảnh ông Nguyễn Cao Trí và các quan chức lãnh đạo rất nhiều, rất nhiều. Ở đây người ta lý giải rằng ông Nguyễn Cao Trí đi ủng hộ các quan chức, kể cả quan chức cao cấp về hưu, đi làm từ thiện. Và họ chụp hình chung thôi, chứ còn có một mối quan hệ gì đâu. Thưa các anh chị có thể chụp hình chung với những ông quan đó không? Cho dù họ về hưu, các anh chị có chụp hình được hay không với họ hay không? Phải có mối quan hệ nào đó đặc biệt mới có những hình ảnh riêng tư như vậy, thân mật như vậy, cùng ly như vậy, ngồi ban tra như vậy. Và những ông doanh nghiệp như Nguyễn Cao Trí cũng không rỗi hơi để mà đi uống rượu, uống bia, uống trà, quan hệ thân mật với các cán bộ, cá nhân này, cá nhân kia, có cả những ông về hưu để làm gì. Tất cả đều là mối quan hệ trao đổi và cơ quan điều tra sẽ làm rõ mà thôi, phải không thưa các anh chị? Rồi chúng ta trở lại với diễn biến vụ án điều tra vụ án Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát. Tính luôn ông Nguyễn Cao Trí vừa mới khởi tố và bắt tạm giam thì có tất cả 28 bị can và chia thành hai vụ án trong việc điều tra bà Trương Mỹ Lan và hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát. Trung tướng Tô Ân Sô, trợ lý ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an cho biết ngày 15 tháng 1 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tạm bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí, 53 tuổi, hiện là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tức là bắt hồi lâu rồi các chị, bây giờ mới công bố cũng rất lạ phải không? Một tin nóng mà chúng ta biết là nó xảy ra cách đây 5-6 tháng rồi. Báo cáo của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định việc khởi tố bị can Nguyễn Cao Trí được phát thực hiện trong quá trình mở rộng điều tra vụ án công ty An Đông thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong đó bị can Trương Mỹ Lan được xác định có mối quan hệ làm ăn, đầu tư với bị can Nguyễn Cao Trí. Cụ thể bị can Trương Mỹ Lan có hành vi chuyển cho bị can Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu đô la để mua dự án kinh doanh. Khi bị can Trương Mỹ Lan bị bắt, bị can Nguyễn Cao Trí đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này nên đã bị Bộ Công an bắt và khởi tố điều tra. Ông Nguyễn Cao Trí đã thừa nhận hành vi này và đã nộp lại và bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền. Biện pháp đảm bảo thực hiện hành động này là kê biên tài sản, một phần tài sản của ông Nguyễn Cao Trí. Và đến nay đã có hai vụ án được khởi tố, tuy nhiên cơ quan điều tra vẫn chưa công bố chi tiết vì đang trong quá trình điều tra. Vào ngày 8 tháng 10, chúng tôi xin nhắc lại, vào ngày 8 tháng 10 năm 2022, khởi nguồn của sự việc, bà Trương Mỹ Lan bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng với bà Lan, các đồng phạm gồm Trương Huệ Dân, 34 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Hồ Vũ Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị khởi tố tạm giam cùng tội danh. Và như chúng ta đã biết, cho đến nay thì đã có tất cả 28 người bị khởi tố điều tra bắt tạm giam trong vụ hai vụ án khác nhau có liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và công ty Vạn Thịnh Phát. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đề nghị của Bộ Công an, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh rà soát xác định cung cấp thông tin hơn 150 bất động sản liên quan đến Vạn Thịnh Phát cũng như các quyền sử dụng đất có nguồn gốc hoặc không có nguồn gốc nhà nước liên quan đến tập đoàn này. Theo danh sách đính kèm khoảng 156 thửa đất bị công an yêu cầu rà soát tập trung ở khu đất vàng thành phố Hồ Chí Minh như quận 1, quận 3, quận 5, quận 7 và thành phố Thủ Đức. Cho dù công an thành phố Hồ Chí Minh và các sở ban ngành chưa liên quan, chưa công bố thông tin rà soát, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều sai phạm liên quan đến các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp sẽ lần được gọi tên. Thưa anh chị, với quy mô của công chuyện như vậy thì câu chuyện sẽ nở nồi ra và liên quan đến rất nhiều người. Và chúng ta đã thấy rằng rõ ràng từ khi bắt bà Trương Mỹ Lan, nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh đã bị ảnh hưởng như thế nào. Và kể cả ông chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng đã xác nhận rằng công việc ở SCB đã ảnh hưởng một phần đến việc phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Và như thường lệ, chúng thấy rằng trong bất cứ vụ án kinh tế nào, một hoạt động của tập đoàn nào đều liên quan đến ngân hàng. Và thường liên quan đến ngân hàng, người ta có thể giải quyết bằng rất nhiều cách, trực tiếp điều tra luôn, hay là tách riêng để thanh tra, hay là giao việc để ngân hàng và doanh nghiệp đó tự xử lý. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp đó đã bị bắt thì sao? Chúng ta chưa biết câu trả lời là như thế nào. Ở đây chúng ta trở lại với câu chuyện một công ty trong hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan có quan hệ với một ngân hàng, quan hệ làm ăn với một ngân hàng. Và thanh tra chính phủ đã chỉ ra rằng họ có những hợp đồng không được hợp pháp, không phải là không hợp pháp, chưa hoàn chỉnh với nhau, cần phải làm rõ và chấn chỉnh để thu hồi tài sản. Đó là Sacombank đã vi phạm trong cho vay đối với công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản dấu ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Dân, Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát làm đại diện theo pháp luật. Theo đó, thanh tra chính phủ kiến nghị xử lý kết quả thanh tra một số hồ sơ cấp tín dụng tại Sacombank trong giai đoạn này. Cụ thể, yêu cầu Sacombank giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án của khách hàng vay vốn là công ty cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản dấu ấn Sài Gòn. Yêu cầu khách hàng cam kết bổ sung vốn tự có, đảm bảo nguồn vốn theo tiến độ thực hiện dự án. Thanh tra chính phủ đồng thời kiến nghị Sacombank kiểm soát chặt chẽ khoản vay của công ty cổ phần Đồng Tâm và tình hình tài chính của doanh nghiệp này. Đối với khoản vay tại chi nhánh trung tâm, đôn đốc khách hàng có biện pháp khắc phục tình trạng mất cân đối về tài chính. Trường hợp khách hàng không có biện pháp khắc phục tình trạng nêu trên, cần thu hồi nợ trước hạn. Riêng đó là chung chung thôi, còn riêng đối với mối quan hệ với bà Trương Huệ Dân, công ty dấu ấn Sài Gòn với Sacombank như thế nào? Được biết, tại thời điểm 10 tháng 10 năm 2021, dư nợ của công ty dấu ấn Sài Gòn tại Sacombank là 2.335 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đang thực hiện loạt dự án bất động sản, nhưng các dự án này đều chậm tiến độ, ảnh hưởng đến nguồn trả nợ theo phương án vay vốn. Khi phê duyệt khoản vay cho dấu ấn Sài Gòn, Sacombank đã thiếu sót trong việc thẩm định điều kiện vay vốn có khả năng tài chính để trả nợ theo quy định tại thông tư 09 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước. Công ty dấu ấn Sài Gòn được thành lập từ năm 2015, người đại diện theo pháp luật là bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát. Tháng 10 năm 2022, bà Trương Huệ Vân đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Dấu ấn Sài Gòn là gì thưa các anh chị? Dấu ấn Sài Gòn là công ty chuyên cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành cho các dự án do Vạn Thịnh Phát làm chủ đầu tư như Garden Mall, tức là Thuận Kiều Plaza, trung tâm thương mại Sài Gòn Garden, ngôi nhà văn hóa Sài Gòn, Sài Gòn House, khu công nghiệp Coco Chiu, bảo tàng áo dài, triển lãm áo dài, ngôi nhà áo dài, nhà hát Chợ Lớn, The Mall,
Mai Xanh ở Sài Gòn, vân vân. Như vậy chúng ta thấy rằng không hiểu là cái mối quan hệ tín dụng này sẽ được xử lý như thế nào. Trước mắt có thể là đó là sự sắp xếp của chính Sacombank để như thế nào thu hồi nợ một cách tốt nhất, và chúng ta cũng mong nó được giải quyết một cách im đẹp như vậy. Hình sự hóa có liên quan đến ngân hàng rất nhạy cảm, thưa các anh chị, không ai mong muốn việc đó. Và tôi theo tìm hiểu chúng tôi thì việc xử lý vấn đề này cũng nằm trong khả năng của Sacombank và số tài sản của bà Trương Huệ Vân mà thôi. Vấn đề quan trọng của chúng ta là và nền kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Cao Trí đã bị bắt tạm giam rồi, và ông có liên quan đến quá nhiều doanh nghiệp, quá nhiều tập đoàn, và việc bắt ông chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những doanh nghiệp tập đoàn này. Mặc dầu họ thì phủ nhận, họ nói không có quan hệ, không có liên quan gì cả, chẳng ảnh hưởng gì cả. Rồi trước khi bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí là ông chủ của nhiều doanh nghiệp tại công ty KBL Holding. Ông Trí nắm chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc, sở hữu một loạt thương hiệu có tiếng Thành phố Hồ Chí Minh như Chill Ski Bar, Chill Sky Bar, Riverside Ballad, Caris Ballad, KBL Bạc Hill, KBL Gallihon, và cũng là chủ đầu tư của những dự án hàng tỷ đô la. KBL Holding là tiền thân là công ty cổ phần đầu tư địa ốc Bến Thành, với mục tiêu trở thành một tập đoàn đa ngành với dịch vụ ẩm thực và giải trí làm ngành kinh doanh cốt lõi. Và họ cũng là người nhận chuyển nhượng quản lý tòa lâu đài nhà hàng Taj Masago và nhà hàng Cham Cham từ doanh nhân Hoàng Khải. Và họ dẫn vận hành hai bất động sản này theo hướng cung cấp dịch vụ ngành ẩm thực. Rồi đối với lĩnh vực bất động sản, ông Nguyễn Cao Trí phát triển dự án khu thương mại phức hợp Đồi Oanh Sài Gòn nằm ngay trung tâm quận nhất. Ở đây là vũ trường phi thuyền, thưa các chị, đây là mảnh đất rất là, theo các nhà nhiều chuyện học thì đây là một mảnh đất rất là xui rủi. Ông Nông Cam rồi nhiều người nữa rờ tới mảnh đất này là dướng vào dòng lầu lý ngay. Giai đoạn 2012-2014 doanh thu của công ty này bình quân hơn 110 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối năm 2014 hơn 500 tỷ đồng. Đến 2015, doanh thu tăng vọt đạt 394 tỷ đồng. Tổng tài sản hơn 1.200 tỷ đồng. Đến năm 2022, thì công ty này hoạt động cũng bình thường. Sau này công ty đầu tư vào một doanh nghiệp, một dự án rất lớn. Đó là Sài Gòn Đại Ninh. Tuy nhiên, dự án này cũng bị trục trặc như chúng ta đã biết. Liên quan tới rất nhiều người và có thể trở thành một vụ án khác nữa. Rồi rất nhiều. Chúng tôi xin không kể tên ra đây vì có những doanh nghiệp liên quan đến ông Trí đang hoạt động bình thường. Chúng tôi nêu tên ra có thể ảnh hưởng đến hoạt động của họ, và đây là một điều không mong muốn của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng sẽ mời gọi, và nếu có liên quan thì cũng sẽ rất mệt. Ngoài ra, ông Nguyễn Cao Trí còn tham gia một lĩnh vực rất nhạy cảm và khó đoán nữa là ngành ngân hàng. Ông đã từng tham gia hội đồng quản trị Sài Gòn Bank. Không chỉ giữ vị trí chủ chốt của các công ty bất động sản, ông Nguyễn Cao Trí từng tham gia hội đồng quản trị Sài Gòn Bank từ năm 2021. Tuy nhiên, đầu năm nay, Sài Gòn Bank đã thông báo việc ông Trí không còn là thành viên hội đồng quản trị Sài Gòn Bank kể từ ngày 19 tháng 1. Văn bản không nêu lý do cụ thể, nhưng cho biết ông Trí đương nhiên mất tư cách. Ngân hàng hiện nay có 4 cổ đông lớn chiếm hơn 65% vốn điều lệ là Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây dựng và kinh doanh nhà Phú Nhuận, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Kỳ Hoa. Ngoài ra, ở trường Đại học Văn Lang thì tháng 6 vừa rồi, trường Đại học Văn Lang đã bầu bà Bùi Thị Vân Anh làm chủ tịch hội đồng trường thay cho ông Trí. Rồi ông Trí còn tham gia nhiều lĩnh vực khác nữa, thưa các anh chị. Nhưng như trên, chúng tôi đã nêu cao su rồi sữa gì đó, chúng tôi nêu tên quá cụ thể ở đây có thể ảnh hưởng đến hoạt động của họ. Như vậy, với việc bắt ông Nguyễn Cao Trí, cho thấy cơ quan điều tra quyết tâm làm rõ đến tận cùng những hoạt động mang tính chất có dấu hiệu phạm pháp liên quan đến
bà Trương Mỹ Lan và công ty và tập đoàn Vạn Thịnh Pháp. Ban đầu họ đóng khung điều tra trong hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan mà thôi. Và trong hệ sinh thái này điều tra không cũng mệt, mấy trăm công ty thưa các anh chị. Tài sản danh mục đất thì chúng ta, tài sản danh mục bất động sản như chúng ta thấy mấy trăm danh mục, 100 mấy danh mục, gần 200 danh mục. Bây giờ sang mở rộng điều tra, có nghĩa là nó sẽ biến thành liên quan án, liên quan đến ông Nguyễn Cao Trí. Ông Nguyễn Cao Trí thì như chúng ta đã biết, liên quan đến rất nhiều tập đoàn, rất nhiều công ty. Và như chúng tôi đã nêu, mỗi khi cơ quan điều tra phá một vụ án thì đương nhiên đó là sân sau của ông nào đó, và cuối cùng ông đó cũng bị bắt và rơi vào vòng lao lý, chúng ta thấy rồi và cũng không, tôi không nêu lại ở đây. Bà Trương Mỹ Lan như trên đã nêu là người rất kín tiếng, kín đáo theo truyền thống ngang đời có người qua, và không hề tiết lộ gì về những mối quan hệ thâm cung bí sử của bà. Về hình ảnh cũng vậy, chúng ta chỉ có vài hình ảnh mang tính chất lễ tiết bà chụp trong một hai hội nghị nào đó, không có hoàn hình ở riêng tư. Riêng ông Nguyễn Cao Trí thì lại có rất nhiều, chúng ta thấy xuất hiện trên mạng gần đây rất nhiều hình ảnh ông Nguyễn Cao Trí, có những hình ảnh mang tính chất khánh tiết chúng ta không nói rồi, nhưng cũng có những hình ảnh chụp chung với nhiều lãnh đạo, với tư cách là nhìn họ có vẻ quá thân mật với nhau. Và theo tìm hiểu thì họ nói rằng đây là những hoạt động từ thiện, tức là ông này ông nọ đi làm từ thiện, và Nguyễn Cao Trí là người một trong những doanh nghiệp ủng hộ mà thôi. Nhưng thưa các anh chị muốn tham gia từ thiện cùng mà những ông quan cỡ đó, cho dù là về hưu hay là đương chức, thì có được hay không? Các anh chị muốn ngồi uống trà cùng ông quan đó có được hay không? Cho dù là các anh chị là gia đình văn hóa, là công dân gương mẫu của phường gì đó, có được hay không? Và ông Nguyễn Cao Trí cũng không rỗi rảnh để ngồi bàn trà cùng với một cán bộ, cho dù đó là cán bộ lãnh đạo nào đó, tất cả họ đều có mối quan hệ tương sinh tương khắc với nhau. Và chắc chắn rằng việc bắt ông Nguyễn Cao Trí, ông Nguyễn Cao Trí cũng như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, thưa anh chị, vừng ơi mở ra. Xin cảm ơn các anh chị.